xin ma he xin vi chi ta vi năng anh đề chàng na hà ta cần bút thành tá ma hàng rù mi rầm ma năng ô sáp bằng ba ba rằng vì rằng na hề xin tí chí tà vì an đề chàng na hà ta cần bút thành tá ma hàng rù mi rầm ma năng ô sáp phần ô sáp phần ba ba rằng vì rằng ma hề xin tí chí tà vì năng an đề chàng đa hà ta càng bút thành tá ma hằng rồ mi rầm ma năng bậc trâu chúa thù thắng bậc anh hùng đại sĩ bậc chứng thắng không nhiễm bậc tẩy sạch giác ngộ ta gọi bà la môn và đây là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. U sa băng ba và răng vi răng ma ha xin vi chi ta vì nành a nê chăng na ta cần bút thần ta ma hăng tru mi ram ma nằng ô sa băng ba và răng vi răng ma hăng vi chi ta vì nành a nê chăng na ta cần bút thần ta ma hăng tru mi ram ma nằng ví như trâu chúa hùng đại sĩ vô ý vô cùng quý cao bậc chiến thắng cả trần lao tuệ tri giác ngộ khác nào bà la môn. Và đây là bản dịch của ngài hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong khoảng... dạ con xin xuống mic. Dạ con mời vị có tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con cung kính đành lễ Đức Phật, con cung kính đành lễ Giáo Pháp, con cung kính đành lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, con cung kính đành lễ Thần Tọa Minh Hạnh, con cung kính đành lễ Sư Huynh Tịnh Đạt. Mà xin phép được ngâm câu kệ số 422 ạ. U sa phang pa wa rang vi rang ma he sinh vi chi ta vi năng Ale chang na hata ka tang buddhang tamahang ru miram manang asa phang pa warang virang mahesing vi chita vinang Ale chang na hata kang buddhang maha tamahang ru miram manang asa phang pa warang virang Mahe sinh vi chi ta vi năng Ane chan na hata kang bu thang Ta ma hang ru mi ram ma năng Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà Tam Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Ví như châu chúa kiêu hùng, đại sĩ, vô úy, vô cùng, quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ chi giác ngộ khác nào bà la môn. Bản phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức à. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho đại đức tăng sư sinh xuống. Dạ sa thu kính đảnh thay kính tri ân đại đức trợ nhẫn. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tam Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho đại đức tăng chúng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, cảm ơn các quý vị cho biết nghe đó, con xin được kể kinh pháp cú số 422. Usapang pavarang virang mahesin vichita vinang Ane chang na hata kang phu thang ta ma hang phu mi pram ma nang U sa phang pa wa rang vi rang ma he sin vi chi ta vi nang Ane chang na hata kang phu thang ta ma hang phu mi pram ma nang U
sa phang pa wa rang vi rang ma he sinh vi chi ta vi năng a ne chang na ha ta kang phu thang ta ma hang phu mi pham ma năng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Minh Châu. Ví như châu chúa kiêu hùng, đại sĩ vô úy vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ tri giác ngộ khác nào Bà La Môn. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thầy, và còn xin được xuống mic mến chào mời Sip Ta Trần Đạo. Nam mô Thầy, Nam mô Thầy, Nam mô Sang Thầy. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đại, đại đức Tịnh Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tự duyên, kính chào quý anh chị trong đầu tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 422. Sa băng ba quả răng vi răng ma he sinh vi chỉ ta vi răng a ne chăng na hà ta căng bột thắng ta ma ham thô vi răng ma năng. Sa băng ba quả răng vi răng ma he sinh vi chỉ ta vi răng a ne chăng na hà ta căng bột thắng ta ma ham thô vi răng ma năng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa băng ba và răng vi răng ma he sinh vi chỉ ta vi năng a ne chăng na hà ta căng bụt thắng ta ma ham rô mì răm ma năng. Ví như trâu chúa kiêu hùng, đại sĩ vô quý vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tệ tri giác ngộ khác nào Bà La Môn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn Vân Vá Thanh Năng đã phát bài. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sư Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Sư Trần Đông, cảm ơn Quang Thanh Sư Trần Đạo đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quang Thanh ơi, có lên trả bài hả không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nghe. Để Nhật Quỳnh khóa sổ đó nghe. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Rồi mời Quang Thanh nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và Đại Đức Minh Tịnh Đạt. Và con kính lễ cô tu nữ tại duyên và kính chư tôn đức tăng hiện diện trong đạo tràng, và kính lễ với cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con trả bài cô sát cố 422. U sa phằng ba qua rằng quy rằng mê ma hề sinh quy chi ta quy năng quy chi ta quy năng a nề chẳng na hà ta càng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng
ma hệ sinh quy chi ta quy năng a nệ chẳng na ha ta càng bút thằng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Bậc châu chúa thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hồ Sa Phăng Ba Hòa Răng Quy Răng Mà Hê Sinh Quy Chi Ta Quy Năng A Nê Trăng Na Hà Ta Căng Bút Thăng Ta Ma Hăng Ru Mi Răm Ma Năng Hồ Sa Phăng Ba Hòa Răng Quy Răng Ma Hê Sinh Quy Chi Ta Quy Năng A Nê Trăng Na Hà Hà Ta Căng Bút Thăng Đam Tà Ma Hăng Ru Mi Răm Ma Năng. Con vừa kể bị sai đấy ạ. Ví như châu chúa kêu hùng, đại sĩ vô úy vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ chi giác ngộ khác nào bà La Môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Dạ con cảm ơn Huynh Phát Thà Lá đã bắt bài. Dạ con xin gửi kính gửi lại bích cho đạo tràng ạ. Dạ, xa thủ, kính cảm ơn Văn Thành và cảm ơn Xích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cô ấy Minh đã ôn bài chưa? Dạ, đạo tràng còn bị nào chưa ôn bài cho Nhật Bình một tín hiệu. Dạ, kính chào Vinh An Trọng. Vinh An Trọng có ôn bài không? Dạ, cô ấy Minh đau hỏng, dạ. Dạ, còn vị nào trong đạo tràng không? Thina ôn bài chưa? Không thì Nhật Quỳnh khóa sổ ngang quý vị. Dạ, trong khi chờ đợi con xin ôn bài. Dạ, tại con thấy đồng hồ con còn 2 phút. Cảm ơn Quỳnh Quá Thanh đã cho bài học. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chăng na hà ta căng bút thằng tâm ma hằng su mi râm ma năng. U sa phằng ba qua rằng quỳ rằng ma hệ xin vi chi ta vi năng a nệ chăng na hà ta căng bút thằng tâm ma hằng su mi râm ma năng. Bậc châu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy trạch, tẩy sạch giác ngộ, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ừ pha sang ba, hòa răng, vi răng, mà hay xin vi, chỉ tả vi năng. À nệ chăng na ha, ta căng bùa thắng, ta ma hăng su, mi sam ma năng. U sa phăng ba hòa răng vi răng ma hai sinh vi chỉ ta vi năng. À nê chăng na, dạ con xin sám hối. À nê chăng na ha ta căn bùa thắng ta ma hăng su mi sam ma năng. Ví như trong chúa kiêu hùng, đại sĩ vô ý vô cùng quý cao, bậc chiến thắng cả trần lao, tuệ tri giác ngộ khác nào bà La Môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tông Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí dựa vào đạo tràng. Kính chào người phương Nam. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Quang Thanh, Xích Trần Đạo, Huynh Quách Thanh Á, Xích Trần Phụng, Xích Rạng Đông, đã hoan hỷ lên ông bài.
Dạ, quên, nãy quên mời Cẩm Vân. Cẩm Vân tha lỗi cho Nhật Quỳnh nha. Dạ, con cũng thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã ôn bài, cũng như kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con cố tình ôn bài để đúng giờ coi thường tòa Tuệ Quyền có vào không, mà con cũng chưa có thấy Tuệ Quyền, như sư Tuệ Quyền vào, nên con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt ạ. Dạ, sư có trước máy suy cho con một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính nhân Minh Đinh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, cô Nhật Quỳnh ơi, bây giờ có sư có thỉnh ý thượng tọa Tuệ Quyền thì xem như chúng ta sẽ học tiếp cái câu kệ ngôn pháp cú số 423 đến 7:30, coi như là kết thúc cái buổi học về kinh pháp cú, sau đó sẽ bắt đầu cái buổi họp họp mặt của diễn đàn pháp cú kinh. Kính mời cô Nhật Quỳnh trở lại. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư đã cho con chúng con biết được. Dạ, con hôm qua con cứ nghe như sư nói là mình học trước rồi mình mới giảng sao, nhưng mà vậy cũng tốt. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được để được Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu pháp cuối kinh số 423, câu cuối cùng. Dạ, đáng lẽ là ngày hôm qua Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng, nhưng mà Đại Đức Tuệ Nhẫn không có vào được. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sân Kha giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, cờ năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh người khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Tha Giá. Và đạo tràng chúng con trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học câu phục cú ngày hôm nay 423. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Con kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay chúng ta có cái sẽ có một cái duyên sự về cái buổi họp mặt, để do là chúng ta sẽ đã kết thúc 423 câu pháp cú. Trước tiên thì diễn đàn sẽ học lại câu kệ ngôn pháp cú số 423 để coi như là kết thúc cho cái bộ kinh pháp cú này. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị
và hướng về Tam Bảo để đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata tammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học câu Kệ Ngôn Pháp Cú, câu số 423, là câu cuối cùng trong bộ kinh Pháp Cú Kinh. Câu Pháp Cú số 423 có nội dung như sau. Bê ni wa sang yo we di sakka pa yan cha basati atho cha tikha yang bato abhinya wo sito muni sabba wo sata wo sanang tang ahang brumi brahmanang. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đạo xứ đạt được sanh đoạn diệt thắng trí tự viên thành Bậc Mâu Ni Đại Sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản dịch văn xuôi của Ngài Indachanda Chánh Thân. Người nào đã biết về đời sống trước đây, thấy được cõi trời và địa ngục, giờ đã đạt được sự diệt tận tái sanh, là bậc hiền trí, vì đã hoàn hảo về các thắng trí, có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Nam Mô Bụt Thà Giá. Trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng, sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 423 này. Câu đầu tiên đó là Pappe Niwasang Yowedi. Pappe Niwasang là hai từ, Pappe cộng với lại Niwasa. Pappe từ nguyên mẫu là Puppa, là một cái trạng từ chỉ thời gian ở trước, ở phía trước. Niwasa có nghĩa là cái chỗ ở. Tiếp đầu ngữ ni cộng với wasati, danh động từ ở, chỗ ở, nơi chốn. Và bất bá ni hoa xá có nghĩa là đời trước. Quê đi, quê đi, chữ vô. Vô có nghĩa là người nào, ai. Quê đi, đây là một cái động từ được chia bởi cái căn động từ quá đa tí, có nghĩa là đã biết. Đã biết. Câu thứ hai, Sakka Pa Yan Cha Basati. Sakka Pa Yan Cha là từ ghép bởi hai từ Sakka cộng Apaya. Khi hai từ này có cái nguyên âm trước và nguyên âm sau, khi ghép lại thì sẽ hình thành một cái từ Sakka Pa Yan. Đây là luật của sanh thí trong Pali. Sakka có nghĩa là cõi trời. Apaya, Apaya có nghĩa là địa ngục. Một cái phạm trù đối lập cõi trời địa ngục. Pasati có nghĩa là thấy. Nó xuất phát từ căn động từ Disati. Câu thứ ba, Atho cha tích kha yang pato. Atho cha tích kha yang, cha tích kha yang pato. Atho có nghĩa là ngày giờ này và giờ đây. Cha tích kha yang là từ ghép bởi hai từ cha tí cộng với lại khí giác. Khi kết hợp lại thì
theo luật sanh thí Pali thì sẽ có một cái cách đó là nhân đôi phụ âm cha tích hay dân. Nhiều khi cái cách nhân đôi này nhằm có mục đích đơn giản đó là dễ phát âm. Cha tích khai dân, cha tí có nghĩa là sự tái sanh, khai giá là sự chấm dứt, cha tích khai dân là sự tái sanh, sự chấm dứt tái sanh. Bát tô, bát tô là một cái động từ ở quá khứ, được chia ở quá khứ phân từ từ căn động từ apati cộng với lại tiếp theo ngữ pá, có nghĩa là đạt đến, đạt đến. Cha tiếp theo dân bát tô. Câu kế tiếp đó là Abhinya vô sito muni, Abhinya vô sito muni, Abhinya vô sito. Abhinya vô sito là một cái từ ghép tiếp đầu ngữ Abhi cộng với lại nha, và từ cuối cùng là vô sito, vô sita. Nha là cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Khi mà ghép với lại cộng với lại một cái tiếp đầu ngữ Abhi thì có nghĩa cao hơn, là thắng trí hay là trí tuệ ở bậc cao hơn. Vô sĩ tô, vô sĩ tô là một cái động từ ở quá khứ phân, có nghĩa là được hoàn hảo, được hoàn hảo. Vô sĩ tô, Abhinya vô sĩ tô là đã hoàn hảo về các thắng trí. Dạ, Abhinya vô sĩ tô. Muni, muni là chúng ta hay âm là mâu ni đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Cái từ mâu ni này trong cái câu ảnh lễ tán dương ân đức của Đức Phật á, cái từ mâu ni xuất phát từ Pali Muni. Thì đây là một cái từ phiên âm và có nghĩa là bậc hiền trí, bậc hiền trí. Nhiều khi chúng ta quen với cái từ mâu ni nhưng mà cái nghĩa đó là bậc hiền trí. Câu kế tiếp, câu thứ năm, sappa vô sita vô sa năng, sappa vô sita vô sa năng. Sappa vô sita vô sa năng là một cái từ ghép sappa vô sita cộng với là vô sa năng. Sappa có nghĩa là tất cả, vô sita vừa nêu ở trên đó là sự hoàn hảo. Còn cái từ vô sa ná, vô sa ná là một cái từ có nghĩa đó là kết thúc hay là chấm dứt, kết thúc hay là chấm dứt. Như vậy là sappa vô sa năng có nghĩa là có mọi sự hoàn hảo đã được hoàn hảo. Tăng ahang brahmi brahmanang, tăng ahang, tăng là cái vị đó, cái vị đó là cái vị có những cái phẩm chất ở trên, là có những cái phẩm chất ở trên, tức là vị đã biết được cái đời sống có trước đây, biết được cái cảnh giới của trời địa ngục, đã diệt được tận tái sanh, là một cái vị hiền trí, là cái vị hoàn hảo về thắng trí, đã có cái sự hoàn hảo của tất cả mọi thứ. Thì tăng là vị đó, ahang là Như Lai hay là ta, brumi gọi, brahmanang là bà la môn, và là bà la môn ở đây là một cái vị thánh vô lậu. Và như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 423 này, là câu kệ ngôn pháp cú cuối cùng ở trong bộ kinh Pháp Cú Kinh. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 423. Vope ni wa sang yo we ni sagabayan cha pasati atho cha tikkhayan pato abhinya wo sito muni
Sabbavo sitavo sanang tamahang brumi brahmanang. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức: ai đời trước thấy rõ ràng cảnh khổ đọa xứ, cảnh nhàn chư thiên, đã tận sanh diệt các miền, trí tuệ cao viễn, tự viên tự thành, mâu ni đạo sĩ đã đành là bậc bất tử, ta dành La Môn. Nam mô Bụt-tha-ya. Và chúng ta hôm nay bài học chúng ta sẽ học để còn thời gian cho cái buổi họp mặt. Và hôm nay chúng ta sẽ rất là hoan hỷ khi có sự góp mặt của các vị giảng sư ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và cái duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 423 này nói về một vị Bà La Môn, một vị Phật tử cư sĩ tên là Devahita. Dạ. Cái vị cư sĩ Devahita này một lần nọ đã giúp cho nước nóng và thuốc trị bệnh như là các sữa ngọt, đường ngọt khi mà Đức Phật lâm bệnh. Thì khi đó vị trưởng lão Upavana là một cái vị bạn hữu rất là thân thiết khi mà còn cư sĩ với lại Bà La Môn Devahita. Khi mà trưởng lão Đại Đức Upavana biết được Đức Thế Tôn cần nước nóng và cần những cái nước uống, thức uống để điều trị dứt cân bệnh, thì Đại Đức Upavana đã đến gặp bạn hữu xưa của mình là Devahita để mà nhận những cái vật dụng cần thiết đó. Và khi nói thêm thì cái cuộc sống của Bà La Môn Devahita giống như bây giờ chúng ta có những cái mô hình dịch vụ chuyên cung cấp những cái nước nóng cũng như là nhu cầu để mà sử dụng ở trong thành phố. Cho nên khi Đức Phật Ngài cần những cái món vật dụng như vậy, Ngài đã đề cập đến Bà La Môn Devahita. Và khi được nghe được tin đó là Đức Phật Ngài đã cần đến những cái món vật dụng đó, thì Devahita rất là hoan hỷ, nghĩ rằng Đức Thế Tôn thương tưởng đến mình. Cho nên Ngài đã cử Đại Đức Upavana đến để nhận những cái món vật dụng đó. Sau khi nhận và sử dụng bốn cái món vật dụng đó như là nước nóng và những cái thức uống để trị bệnh, thì Đức Phật khỏe lại và Ngài đã tán thán cái công đức của Bà La Môn Devahita. Và sau đó thì Bà La Môn đã đến gặp Đức Phật để mà trình bày về cái niềm hoan hỷ của mình. Và bên cạnh đó, Bà La Môn Devahita đã đặt một câu hỏi đến Đức Phật, đó là cúng dường đã là quả báo tốt đẹp, nhưng mà có cách nào hay là cúng dường như thế nào thì được cái kết quả tối thắng cao thượng. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã thuyết một cái thời pháp và dùng nhiều cách để mà sắp tấn cũng như là tán dương cái công đức của Devahita. Cuối cùng Đức Phật Ngài kết luận bằng một cái câu bài kệ mà chúng ta được học, đó là câu bài kệ số 423: ai biết được đời trước thấy thiên giới đạo xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên mãn, bậc mâu ni đại sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Thì Đức Phật Ngài muốn nói cúng dường đến những cái vị như vậy đó, có những cái phẩm chất như vậy đó, thì sẽ đạt được những cái kết quả to lớn. Thưa quý vị, rằng trong kinh điển có nhiều cái đoạn giai thoại và nhiều cái bài pháp liên quan đến cái việc bố thí cúng dường.
Và có đoạn có chỗ thì Đức Phật ngày dạy bố thí vô phân biệt là phước lành cao thượng. Có chỗ thì Đức Phật ngày dạy đó là bố thí cho những cái vị không còn phiền não vô lậu thì phước báo tối thượng. Ở đây cái điều quan trọng mà trong Phật giáo muốn nói đến trong cái việc mà bố thí làm thiện làm lành đó, có ba vấn đề. Tức là cái người khi mà phát tâm để mà cúng dường bố thí đó thì hướng đến cái việc đó là nhận cái quả báo cao thượng. Thì trong bài kinh Vô Phân Biệt đã trình bày rõ, nhưng ở đây Tịnh Đàn xin trình bày ba khía cạnh, ba cái điều kiện để mà có được một cái phước báo trong cái việc bố thí cúng dường. Thứ nhất đó là đối với cái người thí đó, cái người bố thí đó, thì cần phải có cái tâm lý thí, cái tâm lý, tức là mình phải có cái tâm sẵn sàng để mà làm các cuộc bố thí cúng dường. Thứ hai đó là cái vật thí cần phải được trong sạch, không phải do công việc không chính đáng. Cái vật thí đó được tạo ra bởi cái chánh hạnh nghề nghiệp chính đáng và không bị phạm vào các cái luật đời cũng như luật đạo. Và cái thứ ba đó là đối tượng thí. Đối tượng thí là những cái bậc có giới đức, và tốt hơn cao thượng nhất đó là những cái bậc vô lậu. Thì trong cái ba cái điều kiện này để đạt được thành tựu trong cái việc cúng dường bố thí đó, theo riêng bản thân Tịnh Đạt đó là, thưa quý vị rằng đối với cái vật thí và cái đối tượng thí đó thì chúng ta rất là dễ dàng để mà có. Giống như là chúng ta chỉ cần có một cái chén cơm hay là một cái bánh hay một ít thực phẩm cũng có thể bố thí san sẻ. Và cái đối tượng đó thì rất là dễ, tức là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta đi đến chùa cúng dường tam bảo. Mà nhiều khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta giúp đỡ những trẻ em cơ nhỏ, người già neo đơn, hay là ở trong những cái khu bệnh viện, thì đó là những cái đối tượng mà chúng ta có thể bố thí được. Ngay cả những cái loài vàng xanh, những cái con chó hoang hay là những cái con thú nó đang đói. Còn cái tâm lý thí thật, thưa quý vị rằng rất là khó để mà thành tựu cái điều kiện này. Bởi vì một người không cần phải là giàu sang hay là phú quý hay là nghèo, mà cái tâm lý thí này nó có thể thành tựu hay không thành tựu là do cái sự nhận biết, cái việc nhận thức ở trong cái việc san sẻ giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể thấy là có nhiều người có điều kiện, rất là có điều kiện, nhưng mà đối với khi mà đối diện với những cái việc mà cần nên làm, giúp đỡ người khuyết tật neo đơn hay là giúp đỡ những cái đồng bào sống trong cái vực chẳng hạn, thì đối với những người có điều kiện này, họ có cái sự dửng dưng, họ có sự dửng dưng, họ không có muốn để mà làm các cái điều thiện đó. Bởi vậy cái tâm lý thí theo riêng bản thân Tịnh Đạt nó rất là cần để mà chúng ta nuôi dưỡng, rất là cần để chúng ta nuôi dưỡng. Cho nên khi nào có cái điều kiện, có cái phát tâm, thì chúng ta hãy nên làm ngay lập tức, đừng có chờ đợi, giống như là chờ đợi một cái điều kiện thích hợp về cái đối tượng, hay là một cái điều kiện thích hợp về cái gọi là cái vật thí. Thí dụ như là chúng ta đi ngoài đường đó, đi chợ đó, thì gặp một cái người đang đói xin ăn, mà sẵn trong tay chúng ta có một cái ổ bánh mì hay là có một cái gói xôi, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái ổ bánh mì này, cái gói xôi này
chúng ta hãy lựa chọn là những cái vị chư tăng đang đi khất thực, những cái vị chư tăng đang ở trong chùa, chúng ta chờ đợi mà bố thí cho được cô phước. Hoặc là giả là chúng ta sẽ nghĩ rằng đối với những người ăn xin này, cái chúng ta có mà chỉ rằng cái gói xôi hay ổ bánh mì nó không có ngon, rồi chúng ta đi tìm kiếm ở trong chợ những món ngon hơn để mà bố thí. Cái tấm lòng chúng ta trân trọng, nhưng mà thưa quý vị rằng ngay cái thời điểm mà chúng ta có cái ổ bánh mì trong tay hay là một miếng bánh đó, thì chúng ta khi phát tâm hay chúng ta hãy cho liền, khi phát tâm hay chúng ta hãy cho liền, nó thành tựu cái điều thứ nhất, đó là cái tâm lý thí. Cái tâm lý thí này tại sao nó quan trọng mà Tịnh Đạt muốn nhấn mạnh, đó là bố thí để được cái phước báo về sau cũng cần cái tâm lý thí. Và cái bố thí gọi là bố thí để xả ly, bố thí ba la mật, bố thí để giải thoát cũng rất cần ở cái tâm lý thí này. Bởi vì khi chúng ta xét đến khía cạnh bố thí để mà dứt bỏ cái sự dính mắc hay là cái sự tha mái đó, thì cái tâm lý thí này rất là quan trọng. Bố thí để không cần thiết để mà nhận cái quả báo về sau, bố thí chỉ vì chúng ta nghĩ đó là cần, bố thí cúng dường bởi vì chúng ta nghĩ đó rằng cơ hội để mà xả tài, thì cái tâm lý thí này nó rất là quan trọng và chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng là sao thưa quý vị? Nuôi dưỡng ở đây là ở những cái trường hợp bất kỳ khi mà chúng ta phát tâm làm, thì chúng ta hãy nên làm một cách mạnh mẽ, dứt khoát, không có chần chừ. Và chính vì những cái dứt khoát mạnh mẽ như thế này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta khi đối diện những cái tình huống, đối với những cái gọi là tài vật nhiều, tiền của, đất đai, nhà cửa, ngay cả vợ con, ngay cả những cái vật mà mình yêu mến, chúng ta cũng rất là mau mắn, mau lẹ để mà xả tài, xả bỏ. Ngay cả cuối cùng là cái tấm thân tứ đại này, những cái hạnh của các cái vị Bồ Tát đó, sẵn sàng để xả bỏ, bố thí cho những cái loài vật đang bị đói chẳng hạn. Thì đó là những cái bài học liên quan đến cái việc bố thí ở trong câu kệ ngôn pháp cú này. Bởi vì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để mà đi sâu cũng như là phân tích về ý nghĩa, thì Tịnh Đàn xin đúc kết lại cái câu kệ cú này cũng như là kết thúc 423 câu của bộ kinh Pháp Cú Kinh ở trong tiểu bộ kinh Khotakanikaya. Và hy vọng rằng xuyên suốt 423 câu Pháp Cú này là một cái nhịp cầu nối giữa những cái vị giảng sư, những cái vị xuất gia và những cái vị học đạo, để chúng ta cùng nhau gìn giữ cái lời dạy của Đức Phật, cùng nhau để mà học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau để mà thực hành giáo pháp ngõ hầu thành tựu những cái kết quả tốt đẹp, tối thắng, cũng giống như là những cái câu chuyện ở trong bộ kinh Pháp Cú này. Tịnh Đạt xin kết thúc cái buổi chia sẻ ở tại đây và sẽ bắt đầu cho cái buổi họp mặt. Xin Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai. Dạ, con kính lễ Thượng Tọa Thiện Quyền, con kính lễ Chư Tăng vừa mới quan lâm hồi luôn. Dạ, bạch Thượng Tọa rằng con vừa giảng sơ lược về câu kệ ngôn Pháp Cú 423 và giờ đây đã thích hợp với thời gian cho cái buổi họp mặt, để trong tương lai diễn đàn Pháp Cú Kinh sẽ diễn ra những cái bài học, những cái buổi học. Con thay mặt đại chúng xin cung thỉnh Thượng Tọa cầm mic để bắt đầu cho buổi họp mặt ạ. Nam Mô Bụt Thầy, con thay mặt cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham, Nam Mô Sang Khai. Dạ, dạ thưa đại chúng, được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến
Tùm lum đã đầy đủ chưa quý vị ha? Đầy đủ hết chưa tăng ha? Dạ, kính đệ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đệ Đức Tịnh Đạt, đệ Đức Minh Đạt, tức là sự chia thăm đó, không biết đệ Đức Thượng Tọa Minh Mẫn và Thượng Tọa Pháp Tăng vào chưa? Nhờ sư và đệ Đức Tự Nhẫn nữa, đệ Đức Tự Nhẫn đã vào chưa? Dạ, có đệ Đức Tự Nhẫn về rồi, bây giờ rồi có Thượng Tọa Pháp Tăng chưa? Thượng Tọa Minh Mẫn chưa? Được, chào đệ Đức Tự Nhẫn. Dạ, thưa Pháp đang bận không có đúng được hả? Cho nên về bây giờ nếu như mà Thượng Tọa còn Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt thì sư Tịnh Đạt hả? Dạ thôi như vậy thì còn Thượng Tọa Minh Mẫn sao? Dạ Thượng Tọa bây giờ có Thượng Tọa Minh Đạt ở kề bên chúng tôi. Sẽ xài chung máy với chúng tôi trong cái chương trình này. Dạ. Chúng ta quý vị coi dùm coi cái đủ chưa? Thấy đâu con xin đây để con đi họ phải khai báo. Mấy cái vừa. Bây giờ quý vị ngay cả chúng tôi cũng đang ở bên ngoài nhưng chúng tôi cũng vẫn sinh hoạt được, cái đó là tùy cái duyên chúng ta sắp xếp. Thì bây giờ kính thưa quý vị thì xem như chúng ta đã đi qua một cái chương trình của Pháp Cú, thời gian xem như cũng xuyên suốt là như thế. Và xưa nay ở đây chúng ta gọi là rung Pháp Cú Kinh chuyên đề, thì chính cái chuyên đề này là các vị giảng sư sẽ chuyên về Pháp Cú. Đây cũng xin nói rõ, chỉ ngoại trừ một số vị chẳng hạn như sư phụ Tỳ Siêu thì ngài giảng về Thanh Tịnh Đạo, thì đó cũng là một điều mà đặc biệt. Và xưa nay thì cái quy trình giảng thuyết cái này thì từ lâu cái rung Pháp Cú này đã được cái sự thay đổi rất là nhiều lần, xem qua các vị chủ trì trước thời của Đại Đức Pháp Tính, là ngay cả có Thượng Tọa Thiện Phúc và trước cả trước thời Thượng Tọa Thiện Phúc nữa, và cái rung Pháp Cú vẫn duy trì cho tới bây giờ. Cho nên chúng ta phải nắm rõ một cái vấn đề là để tiếp tục, chúng ta trước nhất xin hỏi ý của đại chúng tất cả là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì rung Pháp Cú chuyên đề này tiếp tục phải không? Trước nhất chúng tôi sẽ tính cung kính cung thỉnh chư tăng có ý kiến trước. Bây giờ trước nhất chúng ta định vị coi chúng ta vẫn giữ lại rung Pháp Cú hay là như thế nào. Bây giờ đặc biệt tức là trước nhất là kính thỉnh chư tăng, và rung Pháp Cú Kinh tất nhiên thì rung Pháp Cú Kinh thì không có chuyên đề nữa, chỉ là Pháp Cú không. Dạ đúng, chính xác như vậy. Thì bây giờ hỏi chư tăng, thì trước nhất hỏi thỉnh chư tăng, chúng ta vẫn duy trì cái rung Pháp Cú có phải không? Rồi, thứ nhất là đệ Đức Tịnh Đạt đồng ý. Bây giờ thỉnh ý của đệ Đức Tề Nhẫn. Đệ Đức Tề Nhẫn như thế nào? Dạ, đệ Đức Tề Nhẫn cũng đồng ý phải không? Thỉnh ý của đệ Đức Minh Đạt. Và sau đó thì kính thưa quý vị, khi mà trước nhất chúng ta đồng ý rồi, sau đó chư tăng sẽ nói tiếp. Sư đại chư Vân vâng, dạ rồi, dạ đồng ý rồi. Bây giờ thì coi như là quý vị đã đánh được, coi như Thượng Tọa Minh Đạt cũng đồng ý rồi. Dạ rồi, bây giờ thì cung thỉnh chư tăng nào còn có mặt ở trong room nữa. Dạ, Thượng Tọa Minh Mẫn có mặt. Dạ, kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Mẫn hỏi, xin báo hỏi Thượng Tọa Minh Mẫn, nếu như Thượng Tọa Minh Mẫn có chấp nhận để room Pháp Cú của chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt phương Pháp Cú nữa phải không? Thank you.
Rồi sau đó Chư Tăng sẽ có đôi điều ý kiến, và cũng như là rồi Phật tử ý kiến. Và cảm ơn Thượng tọa Minh Mẫn đã chấp nhận cái như vậy. Tiếp tục trong Pháp Cú. Thì bây giờ đã có ba vị, tức là Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Minh Đạt, Thượng tọa Minh Mẫn, coi như Đại Đức Tuệ Nhẫn, và chính chúng tôi cũng hoan hỷ tiếp tục cái rung pháp cú. Rồi Chư Tăng nào không có Thượng tọa Pháp Tăng ở trong đây phải không ạ? Không có Thượng tọa Pháp Tăng phải không? Dạ. Xin hỏi quý vị báo chúng tôi, cơ chế chúng tôi đang xài cell phone đó, cho nên cái màn ảnh nó rất là giới hạn. Và cũng như xin cáo lỗi quý vị, tức là chúng tôi đang có việc, bây giờ chút xíu nữa thì mình nó sẽ được cái nó ổn yên. Bây giờ thì kính cung thỉnh, trước nhất là kính cung thỉnh Chư Tăng có ý kiến trước nhất, hoặc là bây giờ một trong hai là Chư Tăng có ý kiến về cái sự sinh hoạt nó như thế nào. Bây giờ nếu như không có Đại Đức Thượng tọa Pháp Tăng ở trong rung thì mọi việc Chư Tăng quyết, chứ chúng ta cũng không chờ, không hỏi ý kiến nữa, mà đó là quyết. Vậy rồi nếu như bây giờ thì dạ con đảnh lễ Chư Tăng, hôm nay chúng ta Pháp Cú Kinh diễn đàn chúng ta có Chư Tăng giảng sư quang lâm rất là đông đủ. Bạch Thượng tọa với Chư Tăng, các quý vị, thì lúc nãy Thượng tọa Pháp Tăng có liên lạc, đó là tuy rằng Thượng tọa Pháp Tân không có sắp xếp để mà tham gia cái buổi họp mặt ngày hôm nay, nhưng Thượng tọa có trình bày cái ý kiến, đó là Thượng tọa rất là quan nghĩ đồng tình với cái sự sắp xếp của Chư Tăng về cái Pháp Cú Kinh. Riêng Thượng tọa Pháp Tân thì Thượng tọa sẽ xin giữ lại cái lớp tiểu bộ kinh của Thượng tọa đang giảng dạy, và các quý Phật tử hội chúng cũng rất là quan hỷ với cái môn học của Thượng tọa Pháp Tân. Dạ con, với lại riêng cái lớp học Pháp Cú Kinh thì kính bạch Chư Tăng và quý vị, thì con rất là hoan hỷ, và tại vì Pháp Cú Kinh là những cái bài kinh rất là gần gũi với cái đời sống cả tăng tục, và những cái bài kinh rất là cơ bản về nghiệp báo nhân quả, cho nên con thấy là cho dù chúng ta có học nhiều lần đi nữa thì cũng rất là cần thiết, bởi vì sẽ có nhiều cái quan điểm và kinh nghiệm của nhiều vị khác nhau. Dạ con xin có ý kiến bấy nhiêu ạ. Con cung kính Thượng tọa quay trở lại diễn đàn. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Thì chúng tôi vừa nghe một cái tin như thế này. Bây giờ cái rung này là rung Pháp Cú, mà bây giờ có một cái tiểu bộ kinh hay hoặc là ý tí vô tất cả cái chuyện nào của Thượng tọa Pháp Tân nữa, thì đây là một bài thơ mà Thượng tọa Pháp Tân không có mặt ngay hiện tại. Bây giờ tiếp theo thì ý kiến Chư Tăng. Dạ thưa vị nào có mặt ạ. Dạ bây giờ tỉnh có đây Đức Minh Đạt có thể nói chuyện. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Tham Mây. Dạ Nam Mô Sang Kha. Dạ
con kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện trong rung, và kính chào toàn thể chư Phật tử. Dạ, tối hôm nay thì sư dùng chung cái nick của thượng tọa Tịnh Biên, và trên đường đi thì có tham gia cái lớp học của chúng ta tối hôm nay. Và cái lớp học của chúng ta hôm nay thì họp ở trong room á, thì sư cũng xin có một số cái ý kiến như này. Thứ nhất á, là về cái room Pháp Cú Kinh, chúng ta lấy cái tên là Pháp Cú Kinh chuyên đề, có nghĩa là chúng ta là Pháp Cú Kinh chuyên đề, mà cái room của chúng ta là học đã gần mười mấy năm rồi, và đến bây giờ á, là cái hình thức học thì sẽ học như thế nào, cái thời gian của chư tăng thuyết giảng như thế nào. Đối với sư không biết là các vị sẽ giảng như thế nào, nhưng mà riêng sư khi mà sư đã nhận lời thì sư phải soạn bài, sư giảng đàng hoàng, chứ không phải là cứ 5 phút, 10 phút hay 15 phút là xong cái buổi giảng. Làm như vậy thì cũng không có được đúng. Và cái thứ hai nữa là cái room của chúng ta là Pháp Cú Kinh chuyên đề, thì sư nghĩ rằng là tất cả những cái gì mà nó liên quan tới cái nội dung của Pháp Cú á, thì chúng ta nên sinh hoạt ở bên này. Còn những cái phần khác, như là thượng tọa Tịnh Quyền mới vừa nói về ý tí Vút Tá Cá đó, thì chúng ta nên để các cái room như Bút Thá Thầm Má bên kia, người ta bên cái room đó người ta sinh hoạt có cái chiều rộng, cái chiều sâu, rồi giảng sư với nó cũng rộng nữa, thì giảng với nó cũng rất là hay. Cho nên đó là ý kiến của chúng tôi là như vậy thôi. Thì bây giờ xin chuyển mic lại cho room, và xin cho Phật tử chúng ta có ý kiến. Alo, dạ xin thỉnh Tị Đức Tùy Nhẫn ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con cung kính đành lễ Đức Phật, con cung kính đành lễ giáo pháp, con cung kính đành lễ chư tăng. Dạ, Lâm Pháp Cú thì chúng ta đã học mười mấy năm rồi. Dạ. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục học, bởi vì những cái câu Pháp Cú là những cái huyết mạch lúc mà nó giải quyết những vấn đề phiền não rất là nội tại khi mà chúng ta nhớ và thuộc về nó khi mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà ở đây theo con thiết nghĩ thì chúng ta cần phải học rất nhiều pháp để cho trí tuệ chư đại đức tăng, để các ngài, chúng ta về nghe được các ngài về nhiều nhiều mặt của các cái thực tại trong đời sống, để mà thực sự chúng ta học để thực sự cho trí tuệ nảy sinh lên, để giác ngộ, để cho tất cả thính chúng đều được chiêm nghiệm cái trí tuệ mà Đức Phật đã giảng dạy trong cái diệu này. Nên là chúng ta cần phải mở rộng hết mức có thể để cho trí tuệ của chúng ta tất cả đều phải bừng sáng trong chánh pháp. Thì con thấy cái điều này nó là vô cùng lợi ích, mặc dầu lúc đầu nó chập chững, nhưng mà nó sẽ hình thành lên cả cái người cư sĩ và cái người tu sĩ. Chúng ta sẽ chọn đủ tất cả giới định tuệ trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta cần phải học hiểu rất là sâu rộng. Theo con nghĩ là như vậy. Và đương nhiên là chúng ta phải để lại Pháp Cú, bởi vì Pháp Đức Phật là tối thượng. Thì con nghĩ là nghĩ như vậy thôi, còn tùy các ngài. Con nên xin lệnh nãy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, quý vị nghe rõ chưa? Quý vị nghe chúng tôi nói được không ạ? Dạ, được, cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ cái tinh thần của chúng tôi thì ở đây chúng ta là một room Pháp Cú, chỉ ngoại trừ ngày thứ bảy của đại đức của sư phụ Tỳ Siêu, thì thứ bảy chủ nhật thêm như là hai cái ngày đặc biệt. Còn thêm như là từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và gồm luôn thí dụ cả một tuần đó, nhưng đều một cái tuần. Thiết nghĩ rằng bây giờ mà để được nghe, được hiểu, được biết một cái thanh tịnh đạo thì đây là một điều mà hết sức đặc biệt. Vì vậy chúng tôi không có thỉnh sư phụ Tỳ Siêu vào room mà để mà giảng Pháp Cú, thì
và nó cũng rất là tiếc. Thì như vậy thì thôi, thì để thỉnh sư phụ giảng cái thành tình đạo là một điều hết sức là may mắn cho đại chúng. Nhưng điều mà đó thì chúng ta đặt ngay cái giờ thứ bảy thì nó cũng phù hợp. Còn bây giờ đại đức Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng cũng tính muốn giảng ý tứ của tất cả. Đây cũng là một cái điều khó. Nó khó, nó dễ trên một cái cho thượng tọa Pháp Tăng. Thượng tọa Pháp Tăng thích giảng như vậy. Nhưng nó khó trong cái tức là cái râm này cái râm vậy. Và cũng như lời của đại đức Ma Đạt cũng đã nói, tức là Đức Pháp Cú người ta dạy tiểu bộ, rồi trường bộ, trung bộ đã đi qua hết. Thì có một ngày, một giờ, thí dụ chúng ta chuyên đề, lâu lâu chúng ta hôm nay chúng ta thuyết giảng một cái chuyên đề đó thì cũng có thể xen vào được. Nhưng nếu mà để mà nó duy trì một cách liên xuyên suốt là một vấn đề khác. Quý vị nghe chúng tôi, quý vị nắm nhau. Cho nên bây giờ đây là cũng một điều khó. Thì chúng ta thỉnh thượng tọa Pháp Tăng giảng Pháp Cú cũng là một trong những phần của tiểu bộ. Chứ bây giờ nếu như chúng tôi đang dạy học, chúng tôi dạy học về Tăng Chi, thì giờ chúng tôi ở nói thôi, giờ thôi vô dạy Tăng Chi đi, thắng sẵn tiện cho chúng tôi thì cũng được vậy. Nhưng điều làm như vậy thì cái Pháp Cú nó cũng kẹt. Quý vị nắm được cái ý của chúng tôi chưa? Dạ. Vì thế cho nên để chúng ta phải cung trí tuệ. Vậy cho nên ý chúng tôi nghĩ rằng ý kiến của chư tăng chung, chúng tôi nhất trí ngoại trừ cái giờ của sư phụ giác giới thứ bảy, còn tất cả chúng ta không đổi giờ khác nữa, chỉ là Pháp Cú Kinh. Bây giờ trước nhất chư tăng thỉnh chư tăng xem như là Đức Minh Đạt đã thống nhất như vậy, và bây giờ Đức Tề Nhẫn cũng chấp nhận như vậy được không? Tiếp theo nó còn sư Minh Mẫn. Sư Mẫn nói chưa? Rồi bây giờ tiếp theo để cung kính cung thỉnh đại đức tọa Minh Mẫn. Dạ. Yeah. Nói chuyện nha. Bây giờ nếu như không, bây giờ thỉnh thượng tọa Minh Mẫn có chấp nhận một quy trình của Trung Pháp Cú hay là ai sao cũng được, mà không có cách được, tức là chúng ta một chúng ta giữ với Trung Pháp Cú, hay còn không nữa là muốn giảng sao giảng gì thì thôi, chúng ta ốp cái Trung Pháp Cú rồi ai muốn giảng cái gì thì giảng. Nói thật vậy đó. Quý vị nghe chúng tôi nói không à? Không phải. Bên kia Phù Văn. Lý Phù Văn chứ không phải mình. Ôi. Nam mô Bích Thầy. Dạ, con hành kính đảnh lễ chư Tùng Đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy sư Tịnh Đạt xin Phật tử cho ý kiến, con xin có ý kiến. Dạ, con kính bạch quý ngài, Trung Phật Vũ thì có nhiều năm, con chỉ có vào hơn 10 năm thôi. Còn trước đây thì con không biết có từ lúc nào, chỉ con chỉ biết vào hơn 10 năm nay, thì lúc đó còn có sư gì ở chùa Vũ Quang
và giao lại cho sư Pháp Tính. Và sư Pháp Tính nhiều lần không nhận, nhưng cuối cùng phải nhận. Thì lúc đó sư trưởng còn. Thì cái kinh Pháp Cú chuyên đề, thì lúc đó Ngài Trị Siêu cũng giảng Pháp Cú. Nhưng sau cái hết mục 423 kỳ đó, thì coi như là quý sư hợp lợi, thì nói là vị nào muốn giảng gì thì tùy ý. Thì sư trưởng giảng về Di Diệu Pháp, rồi sư Tiêu Siêu thì giảng sư Pháp Tính tỉnh, thì để cho cái room nó sống động hơn, thì sư Tiêu Siêu giảng cũng Di Diệu Pháp, mà nhưng mà về phần khác. Ngài sư trưởng về giảng phần khác, rồi sư mà Pháp Tăng thì xin giảng mà kinh Tiểu Bộ. Thì cái kinh Tiểu Bộ này cũng giảng từ lâu rồi. Thì bây giờ con theo ý con á, thì mặc dù đầu tiên cái người mở room là kinh Pháp Cú chuyên đề, nhưng sau đó room một thời gian lâu coi như không hoạt động được, thì quý cô trong ban điều hành đã đổi tên room. Và coi như bây giờ Phật tử chúng con cũng có nhu cầu rất là nhiều, không phải là học Pháp Cú không. Thì con theo ý con, một vị giảng sư nào, thì sư Pháp Tăng, sư Pháp Đăng hồi trước cũng là giảng Pháp Cú, nhưng sư Pháp Đăng thì không vào giảng nữa rồi. Còn sư Pháp Tăng nói là coi như quý sư giảng Pháp Cú, bây giờ sư không muốn giảng Pháp Cú nữa, mà sư muốn giảng kinh Tiểu Bộ Kinh. Thì coi như là lúc đó sư trưởng cũng chấp nhận, và coi như là trong ban điều hành chúng con cũng chấp nhận, và Phật tử cũng chúng con cũng đã vào nghe, thì cũng chuẩn bị bài hết rồi. Thì con cũng được biết á, là sư Pháp Tăng á, là nói á, là vị nào giảng Pháp Cú á, thì vào họp, còn bây giờ sư đang ở ngoài đường, sư cũng giữ y là tiếp tục, tại vì sư giảng Tiểu Bộ Kinh mới tới câu 100 để mấy đó, giờ con cũng không nhớ, bất tử nhớ. Nhưng mà đại khái thì quý sư đồng ý giảng Pháp Cú thì quý sư giảng Pháp Cú, còn vị nào giảng Tiểu Bộ Kinh thì Tiểu Bộ Kinh ngài giác giới, giảng Thanh Tịnh Đạo thì giảng Thanh Tịnh Đạo. Chứ con nghĩ rằng nếu mà sư nói là nếu mà sư Pháp Tăng không chịu Pháp Cú thì sư up room, con không đồng ý chuyện này. Tại vì room mở ra là không phải để cho một người, mà toàn bộ chúng con và toàn bộ tri tăng. Mình ra bây giờ mà nếu mà sư Pháp Tăng, tại sao sư Pháp Tăng chọn cái ngày thứ ba để mà giảng kinh Tiểu Bộ? Lý do sư Pháp Tăng cũng có phần hành ở bên lớp học Bích Thất Thâm Má, nên sư chọn ngày thứ ba. Trong khi đó sư Tại Quyền chọn ngày thứ ba ở cái room lớp học của Thái Thâm Má giảng bài. Thì là sư Pháp Tăng chọn ngày thứ ba bên đây để có thời gian qua bên đó giảng lớp học của Thái Thâm Má. Thì bây giờ nếu mà sư Pháp Tăng là cái người giảng sư, mà sư Pháp Tăng không đồng ý để giảng Pháp Cú mà giảng Tiểu Bộ Kinh, vậy nếu mà như vậy thì không lẽ là sư Pháp Tăng không giảng nữa, thì một ngày đó chúng con mất một vị giảng sư. Con thấy điều này không hợp lý. Dạ, con chỉ có ý kiến gì thôi, con kính nhân mình đến quý ngài. Quý vị nghe nghe và lưu ý chúng tôi nói rõ. Xin quý vị nghe chúng tôi nói rõ, chúng tôi đang nghe, muốn nghe quý vị nói tất cả. Cho nó đóng hay là mở gì, cái điều này chúng tôi không ý kiến. Và nói cho quý vị nghe luôn một điều. Cái room này chúng tôi sẽ thỉnh Đại Đức Minh Đạt và sư Tịnh Đạt trách nhiệm, chứ chúng tôi không có trách nhiệm cái room. Nhưng để ý kiến thì tôi ý kiến như vậy. Còn cái chiều đóng mở gì, thở xa xưa trước khi sư Pháp Tính làm, chính chúng tôi nói sư Pháp Tính lúc đó chính ngay cả luôn thời mà xa xưa kìa, chúng tôi nó cứ mở đi, cứ giữ vững đi, chứ không có đóng ốp gì hết. Và chính tôi khi cả sư cô Nhật Quỳnh phải nhớ rõ rằng khi sư Pháp Tính mất, không ai hết cho nó cứ hoạt động sinh hoạt đi, chứ đâu có ai lên. Còn việc mà thí dụ như chúng ta sinh hoạt rung Pháp Cú thì rung Pháp Cú, còn nếu bây giờ mà nếu chen ngày chen giờ vậy
mà chứ không thống nhất. Cái ý kiến của chúng tôi là như thế. Chứ còn chúng tôi cũng không có phải mà chúng tôi là cái quyền lấy cái gì mà chúng tôi ốp hay là mở cái chuyện rum. Hôm nay là hợp nó khoáng đạt. Nói như vậy để không tức là bây giờ chúng tôi mới có cái quyền mà cấm hay là cho hay là không cho. Dạ. Cái đó chúng tôi không có cái quyền đó. Cô phải nghe rõ như vậy. Chứ không thì nói là vậy cái tự nhiên cô dán dùng cái nghĩa rằng sư như vậy thì sư chặn đường sư này, sư chặn đường sư kia rất là bất lợi. Phải kiểm soát kỹ lưỡng cái lời nói của mình. Thì đó sư ý kiến như vậy đó. Dạ. Thì sư không có ý kiến với như này mà đóng mở gì cả. Đó chuyện tức là nếu như vậy á, tức là vị nào cũng giảng hết cái, tức là người nào cũng lên chuyên đề này chuyên đề kia thì thôi chúng ta mở cái này là cái gì thì chúng ta phải up cái rung là như thế, chứ chúng ta không phải là cái chuyên đề nữa. Thì bây giờ thôi vậy, bây giờ Đức Phật Tăng Pháp Cú Đức Tăng Tiểu Bộ Kinh thì thôi thì giờ tu Tăng Chi, rồi sư Tịnh Đạt thì Pháp Cú, rồi sư Minh Đạt giảng Trung Bộ, rồi sư Mẫn giảng Trường Bộ. Thì chính sư chế thẩm thôi, như vậy thì còn cái gì gọi là cái rung Pháp Cú. Dạ. Dạ, bây giờ đó là chúng tôi nói cho nghe rõ như vậy. Dạ, tiếp mời Đức Thầy Nhẫn. Dạ, con thưa sư phụ, giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta rất cần để học, để hiểu. Và ví dụ bây giờ bên con nói là nếu mà cái chương trình pháp cú mình ngưng lại một năm, bắt đầu tất cả chư tăng, ngài Pháp Tân thì ngài thuyết cái tiểu bộ, còn ngài sư ba mình thì ngài thuyết thanh tịnh đạo. Bây giờ tại sao thầy trò mình không mang cái tương ưng đó để mổ xẻ hết những cái vấn đề của các ngài tất cả, để cho trí tuệ cùng với tất cả mọi người học giáo pháp của Đức Phật? Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó quá là rộng sâu và nó lợi ích vô cùng thiết thực. Trong đời sống này, chúng ta một kiếp người của chúng ta đi qua rất là mau, chúng ta không có lợi dụng cơ hội đó, thì con nghĩ rằng trí tuệ sẽ không bao giờ sanh được. Mà chúng ta cứ mãi như vậy thì con nghĩ rằng là rất là hạn chế những cái vị giảng sư mà nhỏ như chúng con. Ở bên Bút Thát Sâm Má làm sao mà chúng con qua bên đó được? Không thể nào qua được. Mặc dầu tên tuổi của chúng con có giỏi đến cỡ nào chăng nữa thì cũng không bao giờ có một cái nền tảng mà. Thì sư phụ phải nghĩ, phải sư phụ sắp xếp. Bởi vì thứ nhất là sư phụ lớn mà. Còn Dương Pháp Cú thì đã là mười mấy năm rồi. Và nếu mà ngày nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, rồi nếu như mà còn bao nhiêu cái điều mà tốt đẹp hết trong như tương ưng này, tăng chi này, rồi trường bộ, trung bộ còn rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có học về cái mỗi một vị là một cái pháp môn. Mà ở đây cái chương trình ví dụ như là tất cả như sư phụ chúng con là cứ cái bài kinh tương ưng nó đi suốt cho nó hết tương ưng. Thì có rất nhiều những cái nguồn thông tin từ những cái vị này, vị kia. Rồi nghe người Phật tử, cư sĩ, người ta nghe chuyên một cái đó. Trong một năm, ngày hai năm nó hết tương ưng. Và từ đó người ta sẽ đối chiếu cùng với Ngài Thường Tọa Giác Nguyên đã học đó. Thì chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều những cái điều vi diệu nữa trong giáo pháp này. Thì con nghĩ rằng cái điều đó là hay hơn. Chúng ta không thể mà, ví dụ như là con nghĩ rằng học, ví dụ như có pháp cú mà học một hai năm. Mới học 1-2 năm thì con không nói, đằng này nó kéo dài gần 20 năm rồi. Thì cái mấy này nếu mà sư phụ nói là bây giờ chuyên pháp cú như vậy thì nó mất lòng hết tất cả mọi thứ . Thì nếu như Ngài Pháp Tân này không giảng nữa thì cái chỗ kiếm được một vị giảng sư, con nói thiệt sư phụ là khó hơn lên trời đó. Giảng sư mà nghe được pháp thôi đó, để cho Phật tử nghe thôi đó cũng khó. Thì sư phụ nghĩ thì sư phụ làm sao để cho tất cả chúng con làm sao mà được phát triển. Thì con xin dạ con xin phép chư tăng với lại hội chúng ta cũng hết giờ trong cái buổi sinh hoạt pháp cú kinh rồi.
Thì để thống nhất lại cái vấn đề này, thứ nhất đó là có đồng ý cho lớp học Pháp Cú Kinh chúng ta có nhiều bộ môn hay không. Thì thỉnh ý Chư Tăng đó là chúng ta sẽ biểu quyết, hoặc là sẽ dời lại cái cuộc họp ngày hôm sau để mà thống nhất. Như vậy chúng ta sẽ biểu quyết lấy số đông, tại vì giảng sư, người đứng lớp và hội chúng cũng rất là quan trọng. Thì nếu mà Chư Tăng và các vị đồng ý thì chúng ta sẽ biểu quyết liền, hoặc là chúng ta chọn cách thứ hai là sẽ thống nhất vào cái ngày hôm sau. Dạ dạ, con thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thế này thì thôi, bây giờ đây tới hôm nay chúng ta hết giờ, cũng là cái do cái duyên. Hồi lẽ ra hôm qua, hôm nay là một giờ, chứ điều mà do hôm qua sư Đạt không có giảng, hôm nay phải giảng cho nó đủ luôn. Thì thôi, cái bây giờ tạm thời dừng ở đây. Còn chúng ta sẽ giải quyết cái chuyện này sau, bây giờ có thể nói rằng, có thể nói một tuần luôn. Cứ sinh hoạt tự do đi. Cứ sinh hoạt tự do đi. Thì giờ của vị nào thì vị đó cứ muốn vào, muốn thiết cái gì đó thì thiết. Đó là như vậy. Rồi sau đó chúng ta quyết định. Đó, rồi sau đó chúng ta quyết định. Sự thật ra mà nói, kính thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rõ một điều. 423 câu kinh Pháp Cú với nhiều thể tài, do chính chúng ta không lột tả hết. Chứ có thể nói rằng là ở trong 423 câu Pháp Cú này không phải đơn giản nói những cái nội dung giáo lý tầm thường đâu. Rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Nha. Thì xin báo trình như vậy. Còn tất cả là tùy duyên và tùy ý kiến Chư Tăng, cũng như là tất cả và ý kiến chung của chư Phật tử nữa. Và giờ giờ này nó đã hết giờ, cho nên chúng tôi xin nói như vậy. Còn ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại, chúng tôi không có quyền chủ rung, đóng hay mở. Ai cũng có cái quyền phát biểu, ai cũng có quyền cái sự suy nghĩ của mình. À, nói như vậy chú vị nghe rõ nha. Còn vấn đề thí dụ như Đức Từ Nhẫn nói lớn, chính vì tôi yêu cầu giữ lại cái đó. Chứ sự thật ra là tôi không có trách nhiệm ở trong room. Tôi chính tôi kêu dặn sư Tịnh Đạt sư giúp sư đứng ra giùm. Và để Đức Chí Tâm, chính chúng tôi là người mời hai vị đó, tức là sư Minh Đạt và sư Chí Tâm đó, hai vị gánh giùm. Từ đầu chúng tôi đã nói như vậy, chứ không phải là ngay bây giờ. Yeah. Vì vậy cho nên giữa đại đức, thứ nhất là phải nói rằng chúng tôi vừa lựa cái thời gian và lựa các cái vị có thể phù hợp, có thể đảm trách giùm. Như thế còn riêng chúng tôi không có dám trách nhiệm chuyện này để mà xử lý tất cả mọi việc. Dạ, thì kính trình báo cho đại chúng như vậy và chúng ta chấm dứt ở nơi đây. Kính chúc và kính đánh lễ quý ngài và kính chào toàn thể chư Phật tử. Dạ, hẹn quý vị vào những chương trình sau.